Lâu ngày em cũng đợi. Bạn bè thân nhau nhưng năm sau vẫn tình nghe anh em chắc lâu bền. Chỉ vì ghen ghét xem ai hôm nay anh em ta sống chắc bền lâu. Bạn bè hơn nhau đôi khi ta phải biết sống có nghĩa tình. Không nỗi đau này. Bây giờ mũ đâu đậu, lấy mũ còn đậu đang thấy là ồ mày có đi chết không? Mũ im che đây. Thôi nữa đi. Cháu kêu con bơ đơ này vô không mày? Ờ mẹ tao tí cái một giờ theo mũ cái tay chịu nó đây. Nó dập cái kia luôn kìa, dở trứ rồi chứ. Dập cái gì? Dập rồi cũng cùng kia nữa. Dập hai trứng dần dở trứ quét rồi đây. Trứng gì? Nè trứng chim. Dẫn ok, mình dẫn người rừng mình đã đi đánh biển nha mọi người. Má anh em mình hôm nay đậu gió nha mọi người ơi. Here we go. Sương phong ba bụi trần, hay bước lại sau những năm tháng mệt nhoài, cứ vui tươi cười hoài để giống như bức tranh thêm màu sắc. Bao nhiêu năm rời xa quê hương, mình tôi tha phương mặc đời bão xa, đi lang thang nhìn mưa bay bay, chìm trong men say lòng nhớ quê nhà. Thời gian ơi hãy trôi thật nhanh, nhớ ký ức tuổi thơ, lòng mộng mơ về những cái nhìn gì. Thì mình tới cái khu này tên là bán hải sản nha mọi người. Mình mua ít nữa mình xuống biển mình anh em mình nấu nướng đồ cho nha mọi người. Trình hả? Trình cho biết món gì đâu. Muốn hai con đấy cho nhau. Không, xuống dưới nói lắm. Xuống dưới không có đồ mình làm đâu. Làm cái món gì? Cua hả? Chục thế. Heo nhiêu cái vậy chị? Chị cái đây heo gì vậy chị? Cái đây heo giấy anh. Nhiêu sữa hả? Cho biết món gì hả? Hấp và nướng vịt được. Nướng được hả? Nướng. Tao lấy cái con tí nha. Tí đó, lấy tí này. Đây bây giờ mình mua heo sữa nha mọi người, xuống dưới mình nướng cho nó tiện. Mình mua mình tại vì xuống dưới mình chủ yếu là anh em mình đi cho mình không có đem cái đồ nấu nướng đồ nó bài bản á, mua những cái món nó đơn giản thôi. Thì hôm nay mình dẫn anh em đi xe chết nha, đỡ cho mấy đứa em nó thư giãn đầu óc rìa cho đỡ nó cứ nó le mình luôn, nó ông cứ ông trôi luôn, bây giờ đầu tôi bạc hết rồi. Buồn điên rồi. Mình chọn nó bạc tránh rồi, giờ mình tắm bộ nó một bữa nha mọi người. Em mua cái gì vậy? Em lấy thêm không? Lấy một ký. Một ký là đó, một ký tư. Cái món này gì em lấy thứ ít đó. Ok. Cái hồi chưa ăn này. Cái gì cái thằng gì á, tướng ai ai. Con gì đó vậy? Con gì đó vậy? Chim chép. Chim chép đây. Lấy con chim chép ăn thử anh. À con chim chép ở trong cái ấy cứ anh em người ta nó bắt chim chép đây. À. Lấy thử. Chim chép này bán nhiêu ký vậy? 50 anh. Cũng 50 luôn hả? Để cái đai nướng được không? Đai nướng được.
hấp chè chủ hấp chè không có đồ làm đâu, tại vì giờ đâu có đêm nào không đêm chút biến em mua em từ món vô này trộn mực ngon quá mọi người ơi, dưới này thì đồ nó tư lắm, mực mi nơ vô mà hàng sống mà mực đủ tới các loại cua. Mọi người có khi nào có gì ở quê mình á, mình dẫn đi mấy cái chỗ này mua đồ gì lắm mọi người. Con này chiều nãy mình mới mua rồi, con này thì mình ở nhà thì mà hôm trước mình cũng làm bản thân rồi nên mình mua cái gì lè tôm. Đây tôm càng xanh, tôm càng xanh, tôm mẹ không lấy lên tí à. Mẹ tôm mắc lắm mà có tiền không? Lấy gì động bữa nay ông dẫn anh em đi sẽ chết mà. Chỉ có làm chịu khó cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nhá. Cái chà mà cùng dữ rồi. Cái này mà chú mà nướng được không? Không, chưa thấy ảo chưa nướng ngọt lên. Nó thiệt chứ sao không chị? Về thành đây thành khí đầu bạc đó. Điểm trường đấy. Đây là con tê á. Con tê là lại. Đây, con tê là. Này á. Tao đỡ ý này không á. Cô biết khí đầu bạc không? Dạ không biết. Khí đầu bạc là nó. Ồ, dùng cái ngân tao tao chịu luôn. Dạ. Giải. Nấu tiếp mày giải. Con kéo gì mà lẹ lẹ vậy con? Cái gì à? Ăn cái mập này. Cái mập này nó ở nước ngọt này. Cái này cái gì ở nước ngọt ông? Ông đi xem. Ngu vậy mày, cái gì cái mập ở nước ngọt? Cái gì cái ở nước ngọt? Mày nghĩ được khí có xuống biển ở được không? Ủa, hỏi đi chứ mày. Ông nói sao mà vé dọn ngang mà đi luôn mẹ rồi. À chỗ đây nha mà chị. Đây nha mấy cô. Chào hết nha. Yeah. Yeah. Nước 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 chị ra nước ngọt lên. Yeah. Dạ yeah. Dạ đúng rồi hả? Quất màng tang official. Quất màng tang khí đầu bạc. Đây nha cô. Chào mọi người nha. Dạ yeah. Hello nhà bên làm giường á biết không? Dạ có. Dạ có. Dạ có. Con có. Hello, táo ở biển rồi nha mọi người. Biển đẹp không mọi người? Lâu nay mình nói chung lâu lắm rồi mình mới xuống mình sẽ chết bữa nha mọi người. Ba anh em mình hôm nay là không trôi không đồ hết. Đi giá ngoại bữa. Đỡ cho đầu óc nó thanh thản chứ không thì tại mình thấy tóc càng ngày càng bạc nhiều quá. Đồ mấy cái lỗ đây có ớt nè. Có cái ông này bếp đường ha. Hả? Nó đi nhanh lắm nha. Mình bếp không kịp nha. Dù khó ra sao có buồn đau thế nào cũng vững bền, dù trong tranh vượt lên người dân biển dâu có muôn phiền cũng phải kiếm đồng tiền lo cho tấm thân mong được bình yên. Ta nói xuống biển chắc cũng chỗ em quê cái mũ anh mẹ nó. Nói xuống biển chốc cái chỗ em mẹ quê cái mũ anh mẹ nó. Hello Holy
biển hôm nay sóng nó lớn lắm nha mọi người. Anh em mình xuống tắm mà thấy cũng hơi lo rồi, sóng nó hình như hôm nay sóng nó hơi dữ dội hơn mọi hôm á. Tại này thì chiều người ta xuống mới đông nha mọi người. Anh em mình đi hơi sớm tí. Tại vì mình xuống mình còn nấu nướng đồ mình anh em mình làm ẩn thực. Đó anh em mình sẽ chết bữa. Chớ giờ tụi bay đem đồ xuống đây không nấu nước mà giờ tụi bay đi tắm mà ai làm? Nấu luôn chứ không tụi tao chủ quán rồi mới dặn sạch chết rồi. Cái cả là đầu nấu. Cái đầu của mày vô nấu chứ. Thật thiệt phải không? Quán Thủy ơi. Đem đồ xuống đây nấu nước rồi tụi bay bỏ đi ai nấu? Cái cả là đầu nấu. Còn nấu chứ. Thật thiệt phải không? Quán Thủy ơi. Bao mày ở đây nhiệm vụ mày canh nó chứ động cái nó xuống nó chém có chuyện gì phụ trách á. Cuộc sống của này lớn. Thì chắc mình mấy đứa em nó xuống chém hết rồi mọi người. Mình chắc bây giờ mình lên mình đạo diễn cái món ẩm thực cho. Bữa nay mình cho mấy đứa em nó chia tiết bữa. Mình lo cho mấy đứa em bữa ăn thực. Cho nó trao bữa cho thoải mái nha mọi người. Nay nó được xe chết một bữa nó vui quá mọi người ơi. Đây đỡ mấy đứa em mình cho mình làm ẩm thực nha mọi người. Đúng đây mình có cái con nào dụng cụ mình giờ mình mua những cái mình đơn giản đúng hơn nhà rồi mà đứa em nó tương thích nữa. Gió như này gió mạnh lắm mọi người, chèn cái tấm này chắn một quả gió. Cái gì đâu, nhen cho kiểu ra làm xong. Nhen cho cái kiểu ra là nó chắc không thành công rồi. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Nó xuống dưới đây nó
gió dữ quá mọi người ơi, nghe một cái bức cửa hình như nãy là nửa tiếng hồ á. Mình thông minh khung mình mới nghĩ ra cái cách là có cái dụng cụ đó mà mình nghe chứ còn biết không này, chắc tới chiều nó cũng không cháy đâu. Gió gừ quá mọi người. Giờ cái dụng cụ mình tìm ra nên mình mới nghe được cái cửa này. Còn mấy đứa em mình nó tém vui quá mọi người. Lâu ngày nó xuống được biển nó tém lên à, dưới này à, gái đồ nhiều lắm cho mình thâu. Mấy thủy mình là thấy gái đâu cho nên nó hút nó hết. Nhất là ăn khỉ đầu bạc á mọi người. Nó mình nó xuống này nó thấy gái thâu cho nó muốn gì vậy. Chắc không chập nữa mình là làm như biết đứa trong rồi thôi chứ không mình nước mình ăn luôn nó đó không lên đâu. Mình xuống dưới này mình mua mấy cái đồ biển dưới này nó tư lắm nha mọi người. Xe quá chứ gần gần mình cứ xuống mình mua gì mình làm ẩm thực rồi á, đồ nó tư. Mấy cái đồ ra mình làm là mình nhờ mấy bà cô bẻ làm sạch luôn cho mình luôn. Bây giờ mình chỉ có việc chớ biết cho mấy việc là mình bỏ lần nước thôi. Mấy cái đồ khai sáng này nó cũng mềm chín lắm. Đồ nó cũng đã chín rồi nha mọi người. Chấm nữa kêu mấy đứa em mình lên để thưởng thức nha mọi người. Mình lấy mấy cái vỏ của con hàu sữa này mình đỡ làm cái cuốn đỡ mình chớ cho chấm ra nha mọi người. Hai đứa nó bữa nay hai đứa nó yêu nhau nha mọi người. Đúng cùng nhau. Nó mến vậy chứ. Bám kiểm tra cho tính rừng ngay chưa vậy? Kiểm tra cho tính rừng ngay chưa vậy? Anh níu đùi đồ lắm giờ giấy mày. Vào mọi người ăn bằng nha mọi người. Vào mọi người ăn bằng nha. Ăn miếng cũng yên nữa. Cho nó ăn. Đây nghe. Bị bắt ngay chụp miếng rồi quá. Vào mọi người ăn bằng nha mọi người. Bắt rồi dọc miếng nó người rừng hết dọc miếng nó cứ bò nó mà. Ngon lắm mọi người. Bật cái này cho tư đó, ngọt lắm. Và mọi người chấm muối tiêu xanh với mình nha mọi người. Quất bật ra đây. Má nhắm mở luôn, thằng nhỏ lại mọi người chưa. Tình chám tình thơm vẫn thường nhé. Mọi người ngầu kìa, lông động mới ngầu trên này lây cái bơ đơ nó mẹ luôn. Ủa, mấy vô đồng bơ đơ rồi xiết ảo thật phùng đứng luôn cho bèn á. Cô ngon lắm mà, ngon
Điên. Ở đây. Mực đây mua biếng quá ạ. Cũng dài quá. Nghèo quá, cũng đã chín rồi nha mọi người. Để sau sau sau. Bà mọi người ăn mực mình nha mọi người. Đây mình chạy mấy đứa em nó ăn bữa nha mọi người. Vì trà Tết. Nóng không? Cái cục này nó không. Mày em tặng mực nóng ẩu rồi đúng hả mày? Mày tí nó ác rồi nha. Đủ thêm đồng loại nó xuống nữa là nhiếp của tiếng mẹ nè. Cục ở đây hồi nóng rồi nha. Thấy người đồng nghĩa mà đủ uống suối rồi đấy, thật sự á. Anh rừng uống nước suối nó quen rồi hả? Này nó uống suối rồi. Tao chỉ uống một ca bị ốc rồi mày mưa nữa đâu. Uống một ca ông rừng. Đấy là nó người rừng ăn thịt mà luôn rồi nha. Bữa nay ăn thịt quốc đầu hả? Mấy người mưa vậy? Bữa rồi em đưa lên coi. Bữa nó đưa lên coi nó làm như như ấy. Thì và mọi người anh em cùng mình nha, thì lâu lắm đầu anh em mình mới có đông đủ vậy các bạn, phải không? Nó mắc luôn à. Hôm nay tự nhiên sang tới dịp bố anh em gặp nhau vui lắm các bạn. Mọi người anh em sửa nha mọi người. Nước nói chung là nó không mặn. Anh em ngồi chở quất đi siêu âm nha. Cho trách nhiệm chút nha. Nói chuyện mày. Cái này mình nghĩ 9 tháng 10 ngày luôn à. Chỗ nó nước nó nước hơi mặn xíu nhưng mà thịt nó tươi lắm mọi người. Trời ác rồi mày. Nó đã nói. Lâu lâu đo anh em mình trả Tết bữa rồi mọi người. Bữa này vui lắm. Đầu ép rồi thoải mái. Anh đồ biển rồi nó cũng ngọt nữa. Từ 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 á, đỡ cho anh. Đỡ anh mấy món này hả? Anh dở lâu ngày ông cũng đỡ. Tụi tôi sẽ chết rồi ông cứ vậy à. Rồi rồi. Để mình quên đem cái dao nha mọi người. Giờ mình biết làm sao đây. Mấy em tần lẹo. Cái đầu nó công nhận cái đầu chắc hơn cái vua không mọi người. Đưa em. Thôi thôi thôi, cái tay ông mà rút vô chút nữ. Khỏi ăn luôn á. Hay hay. Mờ cái nhé mày. Mờ cái này yếu quá đâu. Đi dưới mày. Rồi mình ăn món tráng miệng nha mọi người. Trời ơi, cái gì cũng cầm khẽ lên đó cái đầu. Quần ở tôi với ông. Mày từ từ. Mày uống mày anh uống nó qua như vô giấy từ từ anh. Ui mấy cái nhà nó nghe nghe hầm nó luôn rồi. Mày đây. Mày chào nó thì tao chào tôi chút chết à. Mày đuổi nhá nhá chào. Tiếc được cái gì anh nói chứ mình đâu có giao đâu. Mời mọi người nha. Kiểu ngon quá mà. Mọi người nó tét đẻ rồi, ổng ngầm nguyên cái luôn không? Bây giờ mình tét hết được rồi mọi người. Mời mọi người ăn dưa nha. Mấy quần rừng ăn ướt luôn tụi luôn à. Đó nhan nhan lửa là khó mà. Nó lâu. Mấy con cầu còn nghe một cuối đó. Không có cái lục tụ nha. Nè. Đi ra bằng đem theo với em mày. Mày nói đi dằn vé rồi hỏi nè. Giờ có cái chai kia đâu tao mới nhan được. Có chai nào ngoài? Chai lại nó chịu lửa. Thái lửa là cháy rồi. Mày nói nó vậy mày có phụ tao không? Ừ, mày phụ không? Ai biết đâu ông muốn phụ không? Mày nói gì biết đâu, tấm biểu người biết đâu. Mày cua tao là thằng lây quay. Nó ông dưới là chém em gái. Để ông đem đồ ra cho mày thấy mà ông ngầu phụ rồi chờ nói mày. Tao xuống rồi tao coi hai thằng bay nữa chừng nào. Mày cô gái với coi gì hai tao? Đó là mày lúng chừng đồ mà kéo đồ rồi. Nó khiêng hả anh? Con nhỏ cái đẹp gái rồi xem giữ bé không dám yêu. Mẹ đâu quá. Nó có duyên chào biết tên nó đâu mấy phi đó bạc đâu mấy vậy. Khủng dữ vậy. Lâu lâu. Cái đâu cái khớ đó nó héo luôn lần lần rồi. À mấy nhánh nó chết. Khớ ai giờ nó dị quá nó rụng léo rồi. Dữ vậy. Nó rụng léo. Ăn gần nó rung dữ quá. Chết
Thì khó đó, nó không biết chạy cho nên biết chạy là nó chạy đi tận cắt ở luôn. Nó chạy quá rồi đó, ai cũng thấy nó chạy đó. Mấy nó còn mà đâu nghiệp lại nó cũng đi. Ừ, trái rồi hết. Mẹ nó tính đi giải là đầu á, nó đều ra chuyện là mà thành người của nó rồi á. Ờ. Thì ra giải đầu á, nên mai nó còn phải ra xích tu nữa rồi á. Nó trời lẹ không, nói gì không? Nên mai nó xích lại đầu á. Mẹ nó hú không? Mẹ tấu nó ngủ rồi, nó tháo. Đâu mẹ mà tháo mày nó biết được rồi, rồi mình tách nó không? Nó làm cái gì? Nó người rừng rồi mày biết không? Một khi nó để thương ai là nó thương chúng nó hết cuộc đầu đó. Cầm vàng mấy mày đấy. Trời. Đem vô ăn rồi nó nhà rồi ăn mỏi ơi. Anh uống đồ xong rồi mình dọn mấy cái đồ lại cho nó gọn lại cho các bạn. Chỗ này các bạn có đi rồi cũng gọn nghỉ rồi. Ủa rồng này quả sân nữa nhá. Nói đẻ là rốt cuộc ai ngờ phí lắm mọi người còn biết nữa nè. Anh em mình dọn dĩa, dọn dẹp ở dưới này nó gọn dĩa rồi nha mọi người. Anh em mình chắc thu quân thôi. Vậy vậy? Mẹ mày trao tại sao mày quá? Biết rồi trời ai trao mày. Mày với ai nữa mà điên ai chơi mày? Mày là ông sắp sửa nhất mà chào tao dây dây chắc bóc dày. Để tâm tiền với mày mà cùng với tao mày. Mày không? Buồn mày cái nói tao là hú rồi. Mày làm được mình không? Có không được. Điên mày dữ không? Trời đâu dày nói vậy em luôn. Đâu dày ra mà mua ở đâu mà cái hiệu đây cũng hơi bị khó tìm rồi nha. Mày tôi mới mua đâu vậy đâu mày 1,000,000 bạc mà giờ cái dây dày không? Cái dây dày đó. Ông chào sao không nào? Đâu mày? Tao đâu tao không có nha. Tôi để cho ba thằng đi tâm dưỡng ai trên này. Mẹ ông chơi ra sao đó. Lâu nghe nhạc nữ. Bạn bè thân nhau nhưng đứng sau lưng tình nghe anh em chắc lâu bền. Chỉ vì ghen ghét xem ai hơn ai anh em ta sống chắc bền lâu. Bạn bè hơn nhau đôi khi ta phải biết sống có nghĩa tình. Ai khóc nỗi đau này. Xin vĩnh biệt cô. Địt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Đánh vỡ mồm mày ra rồi. Hà mi ta với ta thôi mà tâm thân này chịu nhiều đớn đau lũ lẹo.